RB Leipzig bán Guardiola cho Man City, phá kỷ lục chuyển nhượng của Maguire. Trên trang Twitter cá nhân, chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận rằng Man City đã đạt thỏa thuận với RB Leipzig về mức phí dành cho Guardiola. Trung vệ người Croatia sẽ được kiểm tra y tế trong hôm nay trước khi ký vào bản hợp đồng. Theo tờ The Sun, mức phí của Guardiola dự kiến sẽ vượt qua ngưỡng 100 triệu bảng và biến anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử. Kỷ lục cũ thuộc về Harry Maguire khi gia nhập Manchester United từ Leicester với giá 80 triệu bảng vào năm 2019. Guardiola thậm chí có khả năng vượt qua bản hợp đồng kỷ lục của Man City là Jack Grealish, 100 triệu bảng. Trước đó, Guardiola đã đồng ý điều khoản cá nhân với Man City từ hồi tháng 6 vì cầu thủ 21 tuổi chỉ muốn đến với nhà đương kim vô địch Champions League. Bất chấp sự quan tâm từ Manchester United, Bayern Munich, Chelsea và Tottenham. Như vậy, Guardiola sẽ là bản hợp đồng mùa hè thứ hai của Man City sau tiền vệ đồng hương Mateo Kovacic, người đã chuyển tới từ Chelsea với giá 25 triệu bảng. Việc Guardiola đang rất gần Etihad đồng nghĩa với việc thời gian của Laporte ở Man City sẽ chẳng còn bao lâu. Lúc này cầu thủ người Tây Ban Nha đang nhận được khá nhiều lời mời, bao gồm từ Arsenal lẫn Barcelona. Ngoài Laporte, vị trí của Nathan Ake cũng bị đe dọa dù anh đã chơi cực hay ở mùa giải trước. Guardiola đã chơi 88 trận cho Leipzig trong hai mùa giải, ghi được 5 bàn thắng. Anh góp công lớn giúp Leipzig giành được hai chức vô địch cúp quốc gia Đức liên tiếp. Cá nhân Guardiola được các câu lạc bộ quan tâm mạnh mẽ kể từ khi anh tỏa sáng tại vòng chung kết World Cup 2022 vào cuối năm ngoái ở Qatar.